VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Chào mọi người. Ủa, trời ơi, người dân đảo mình đông hả? Ôi, 10 trên 10 có gần 3 người rồi nè. Nè nè, mời mình gặp lại nhau. 10 trên 10 là cả nhóm mình hầu như là hơn một nửa đi ra đảo hoang. Thì mình cũng hiểu được lý do vì sao mà bạn mình hạng 6. Cô ra đảo, mời anh. Ủa? Hả? Chứ cái giọng cao của nhóm em là em thấy không đầy đủ rồi. À, mà nói giọng bình thường. Có gì anh Phúc và Tiễn anh đi một đoạn giùm em. Thôi mà đừng. Trời ơi. Hiếu ơi, em làm gì làm sai làm rồi Hiếu ơi. Xin lỗi nhất. Có một số thay đổi thì bây giờ đang bị là... Dạ thôi em hiểu rồi. Để em đi ạ. Anh hứa nếu được lần sau anh sẽ chọn em. Anh hứa. Thôi được rồi. Thôi, anh đừng có nói là ok hay không. Thôi để em đi. Để em đi. Nguyện chết à. Thôi. Đồ tôi. Không phải. Thôi. Mày chết rồi. Trời ơi. Cố lên mọi người. Xong rồi đi mát sao. Nè. Thôi đi ạ. Tại bây giờ mình luôn này mọi người ơi, mình làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 Hey. And up. Chân. Đăng. Hey, bye. Bye. And 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này là nhẹ ơi, bay đi. 5, 6, 7, and up. 1, nhất. Let's go. Thôi mà mãi mãi vậy. Mãi mãi vậy. Mãi mãi vậy. Hùng rất là tốt, rất là dễ thương. Hùng còn giúp đỡ Trung tập động tác nhảy nữa. Chỉ có hôm bữa Trung nhớ là trong một cái lần mà đi ăn thì lúc đó cũng không có máy quay cho nên mọi người không có hình dung được. Trung nhớ là lúc đó hình như mình vừa đi vệ sinh ra hay sao á thì Trung thấy Hùng đang ngồi khóc. Mà anh Tú với lại anh Ngân ở kế bên á thì có cái bộ dạng rất là hả hê. Cái sự ác á nó toát ra từ trong ánh mắt, hành động, lời nói, một cái hơi thở. Trung cũng thấy rất là cảm thấy là mình bị choáng ngợp á. Nên là Trung tính tiền nó mà đi về thôi, nó là bận việc đi về tại vì quá sợ cái cảnh tượng đó. Trung khóc nhiều lắm. Rồi ăn cơm chai nước mắt đó mọi người. Đang ngồi ăn xong cái Tiễn Ngân quay lại hỏi Hùng ơi, em nhảy giỏi như vậy rồi sao Hùng? Xong cái Trung nói là trong bài này thì anh muốn Hùng nhảy ít lại. Tú không hiểu tại sao nhóm phải làm vậy với em Út. Thực sự ấy. Mà thấy anh em làm vậy thực sự cũng hơi nặng tay thật. Mình cũng chỉ nói nhỏ nhẹ thôi em cố lên. Thường các anh cũng khó tính. Có người dễ tính, người khó tính. Cố gắng em ạ. Chứ bây giờ biết động viên gì nữa. Cũng khó. Ngân hy vọng là Hùng sẽ nói ra thật cái câu chuyện. Bởi vì ai cũng nhắc tới Hùng là Hùng khóc hết. Thật sự bản thân mình cũng chưa bao giờ thấy Hùng khóc. Mình chỉ nghe hai người kia kêu Hùng khóc. Xong rồi tự nhiên nãy giờ mình cứ kêu là Hùng khóc. Hai cái người trước ăn không nói có nhưng mà nghe cũng khá là cuốn. Hợp lý. Thì cần Ngân thì bó tay rồi. Cần cái người mà được nhắc tới là khóc nhiều nhất là Hùng Huỳnh để xác nhận. Thôi đùa mọi người, không có đâu mọi người. Bậy, đừng nghe ba anh trước nó thế. Khi mà rap đủ 4 thành viên rồi, Hùng cảm thấy là thật ra là cũng có niềm tin nhẹ đó. Nhưng mà mình cũng muốn là khiêm tốn một xíu thì mình cũng là người mới mà. Thấy ba anh có vẻ tự tin quá. Nên là thôi mình cứ đu theo ba anh đi. Chứ bây giờ tự nhiên team 4 người mà ba người tự tin, cái lọt người kỳ lắm. Nên là team mạnh nha mọi người, mạnh top 1. Thank you.
khi ta gặp nhau. Yeah. Anh chỉ muốn đi bên cạnh ai nữa đâu, ai nữa đâu, ai nữa đâu. Đừng có feeling sad, no. Tình tiết ra sao anh cũng không nhớ đâu, chỉ nhớ có em cười thanh xuân đề. Nhớ lúc ấy trong đôi mắt tình cờ, giờ mình say mình không muốn mập mờ. Sao đêm nay mình không chấp thời cơ, cho ta quay cũng cho biết mình khờ. Baby can't just stay mad. Có đôi lúc anh cũng tham vọng là người duy nhất em giữ trong lòng. Xòe bàn tay nắm móng tay mà khẽ hôn lên trên làn da đến người. 15-20 phút tay vào giữa cơn mơ điên cùng em tiếng cười. Mỗi đêm ta gần bên nhau, dù đi đến đâu vẫn gần bên nhau. Mấy cảm xúc lên khi gần bên nhau, ta gần bên nhau. Yeah. Nóng thêm ly trước khi hoa đôi mi em ra đi, cho ta bao nhiêu cơn suy. Cứ còn lấy nhau thêm một chút, yeah. Vẫn còn cần kề thêm một phút. Hôn thân tên em cứ lướt qua, lướt qua. Không ngờ ta lại trong một ngày. Em không biết có thế, càng nhớ nhau, bên nhau. Tìm kịch thế, chỉ cần phải đàn tay hay môi kề sát nhau, yeah. Giọng nói cứ khẽ sát bên tai, ta đâu cần biết gì. Vì mai, hãy quên lấy nhau đi em, I'll get you right. Nhưng lúc ấy chẳng đã mất tình cờ. Sao đêm say mình không muốn mập mờ. Sao đêm nay mình không chấp thời cơ. Cho ta quay em buồn sao biết mình khờ. Baby can't you stay in my arms. Anh có đôi lúc anh cũng tham vọng. Là một người nhớ đêm giữ trong lòng. Dù bây nhấp đi, nhấp đi, nhấp đi. Xòe bàn tay nắm móng tay vào khẽ hôn lên trên làn da điểm mười. 15-20 phút tan vào giấc cơ mơ điên cuồng. Rất hút luôn á. Răng nanh mèo đó. Và đó được gọi là mà lem mà lem. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục 10 trên 10. Bon cha vị ô long đào mới ngon đào mong.
vỡ bờ trời, mây mênh mang khắp hồn. Em ơi trong đời mình nhiều lúc muốn có nhưng không. Em đâu quan tâm ai mai nếu như hy vọng này tắt, chẳng can tâm cắt đứt yêu thương luôn trao về người. Hay chăng người có biết đến ai mong an phận bên em, dù ngàn xa xét thì nhau dày xéo trái. Chờ cha năm đến khi bạc đầu, em ơi nghe lời gió hát mời em ghé đến chơi, để thấy cõi lòng người vì em nguyên đời cũng yêu. Trời với anh chẳng ngủ quên trong chưa, thôi hoài mộng mơ duyên tình đắm say. Em mới nghe lời gió hát đêm nay, đừng vội sao trên chua cây. Ngày hôm nay được chăng là một mai tình duyên em nhiều ngang trái gió đau đời em. Sóng vỗ vỡ bờ chẳng, mây mênh mang khắp hồn. Em ơi trong đời mình nhiều lúc muốn có nhưng không. Em đâu quan tâm ai mà nếu như hy vọng này tan, chẳng cát tâm cát đứa điều thương luôn trao về người. Thôi hãy mộng mơ duyên tình đắm say. Hãy mong mơ ước duyên tình đắm say.
bây giờ xin mời tất cả các anh trai sẽ cùng trở lại sân khấu chính để gặp gỡ khán giả tại đây nào. Xin mời anh trai Phạm Anh Duy, anh trai Dương Đô Mít, anh trai Anh Tú, anh trai Jason và anh trai Eric. Có vỗ mà vỡ luôn trái tim của các bạn chưa? Show me the way. Anh đã đi hết những nơi ta từng mơ và myself. Không còn em bên đề ra những luật bắt anh phải theo. Yeah. Vậy mà giờ sao đây không thấy mình vui được như trước kia. Yeah. Ay. Wow. Tương lai như mơ mà khi ấy hứa. Không em thì anh đâu trong đấy nữa. Hay do trời hôm nay mưa. Tại vì sao bao cô đơn lại ngồi say sưa. Đôi lúc vẫn thấy đau lòng bởi vì cuộc đời ta khi mai sau chẳng thể nào gặp lại đâu. Mong em có thể yêu được là nhiều. Đôi ta chẳng thể nào là của nhau. Yeah. Khi nhìn em đi vội qua ánh mắt tôi lặng đứng yên ngóng trông người bấy lâu. Cứ thế đứng im nghe màn đêm thì thầm. Thank you.
VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha Vio Long đào mới ngon đào mong.